Xin chào toàn thể tất cả các anh em âm thanh trên mọi miền tổ quốc ha. Thì đó giờ thì anh em chơi âm thanh bên mình thì rất là nhiều anh đang dùng cái con PC Internet ha để làm cái server music ha, vừa nghe nhạc online trên server của bên mình, server dùng chung ở bên mình á. Và có thể nghe được offline luôn và nó có thể làm được cái render luôn ha. Có thể chơi được Tidal, Whisper qua phần mềm thứ ba là M-Connect ha. Ngoài ra ở đây là mình đã chạy cái phần mềm chuyên nghe nhạc là Weaver Center Media 28 ở bên trong rồi ha. Nó đóng cái vai trò là một render luôn, rất là tuyệt vời. Các bạn chơi offline, chơi online gì cũng được hết á, chơi cả Tidal, Weebird, Spotify rồi các kiểu tùm tùm đều được hết ha. Thì cái này á thì mình đang chạy cái server dùng chung ở bên mình nè, LAN server ở bên mình. Rồi con Intel Core i7 mình theo mình được biết cái con này đang thị trên thị trường ha, rất đang là hút hàng nha. Nó nhiều anh em, nhiều người chơi đang quan tâm tới nó rất là nhiều, nó đang hút hàng. Cái chỗ mình hay đi lấy họ bảo còn có vài bộ nữa là hết rồi, giờ Tết không biết còn hai nữa hay là không. Và xong sau đó mình hỏi cái con cao hơn tí là con i5 coi i5 thì họ nói họ hết hàng cả tháng nay hơn rồi, chưa có hàng nữa đó. Thì ở đây ngoài ra thì mình đang dùng cái con Core i3 thôi thôi. Theo coi 3 nút là chơi cũng được rồi, thế hệ thứ 11 nó rất là mạnh nha các bạn. Ở đây mình đang xài cái cấu hình của mình xài cũng rất là đơn giản thôi. Thì nó đòi hỏi một tí xíu là mình đây ở trong máy mình đó là mình cài cho nó là cái RAM 16GB ha. Cái ổ cứng SSD á là dạng thanh. Thì mình kết nối cho nó, mình mod cho nó bên trong á. Mình connect cho nó bên trong á là cái ổ cứng SSD 128 chất lượng thế hệ mới nha, là NVMe, chuẩn NVMe đời mới sau này luôn. Còn ngoài ra đó, cái ổ cứng đó mình sử dụng 128GB chi. Tại vì mình nghe nhạc online, mình không nghe nhạc offline nên mình không cần phải đầu tư một cái ổ cứng 1T, 2T, 3T một thêm ở vô đây ha. Ngoài ra cái con này á nó cho các bạn gắn thêm được một cái ổ cứng khoảng từ 4T, 16T tùy theo các bạn thôi, gắn vô đây, ổ cứng nhỏ khoảng như nè. Ổ cứng nhỏ gắn vô đây, ở phía trên nó có một cái hộp để cho các bạn để cái ổ cứng rồi nữa. Các bạn không phải cần có connect dây ở ngoài để làm chi ha. Đó, nó rất là tiện lợi. Khi nào các bạn nghe offline á hoặc không có mạng á thì các bạn chơi trên cái ổ cứng của nó. Còn ở đây thì khách mình chơi online nên mình không có cần đầu tư thêm một cái ổ cứng khoảng 2T, 3T nữa làm chi. Mình chỉ sử dụng cái ổ cứng 128GB để mình chạy hệ điều hành Win với mình chạy cái hệ điều hành Weaver Center là đủ. Còn đúng cũng còn dư khoảng mấy chục GB trong đây nữa, hơn còn dư khoảng 80GB thì nó sẽ làm một cái bộ nhớ đệm để nó kéo cái server của mình về để nghe nhạc online thôi. Như đó là dư sức đủ rồi ha, mình không cần phải đầu tư thêm. Còn các bạn nào chơi offline thì các bạn đầu tư thêm một cái ổ cứng nữa, các bạn chép nhạc ở đâu đó thì tùy, khi hay mà không có mạng thì các bạn chơi offline vẫn được nha. Ok rồi, bây giờ mình sẽ test lại cho các bạn nghe thử nha. Ở đây thì mình phối ghép qua một cái thiết bị, mình sẽ không dùng cái nguồn của nó nữa. Trong máy nó có cái nguồn đó là nguồn adapter, mình không dùng nữa. Và mình sử dụng qua cái nguồn xuyến. Đây là cái nguồn xuyến ở bên mình ha. Nguồn xuyến này rất là ổn định, không ù xì, lọc nhiễu cực kỳ tốt. Đó, mình cắm lên mình nó sử dụng nguồn 19V, mình kết nối sợi dây nguồn 19V ở phía sau cho nó là đủ ha. Đây, cách kết nối nó đơn giản thôi. Vậy thôi. Rồi, ở đây thì mình sẽ đánh cái cặp bộ ngoài bao của mình với cặp loa nhỏ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ play nhạc cho các bạn nghe thử. Sau đó thì mình chỉ cần mở máy lên là xong rồi, khoảng 35 giây là chơi được. Rồi mình vô, mình tự động nó kết nối cái server của mình luôn. Lấy điện thoại bấm play là vô thôi ha. Ok. Đó, thấy không? Rất là tiện lợi. Nhỏ, gọn, mạnh mẽ. Tiếng cực kỳ là trong vắt nha các bạn. Mời các bạn nghe thử. Thank you.
Vậy là mình vừa test lại cho các bạn xem qua thử một cái con server Intel Nook ha. Nó tên đọc mình đọc theo tiếng Việt là Intel Nook nha, đọc theo đúng tiếng Anh của nó là Intel NUC nha các bạn. Nhiều khi các bạn ra tiệm mà hỏi cái Intel Nook mà không, người ta không biết á. Ở đây thì mình đọc nói dần luôn là Intel Nook. Còn thật sự ra cái bản chất của nó đọc theo kiểu quốc tế là Intel NUC nha. Ok. Rồi, cái comment nghe nhạc mình không cần cấu hình gì cả đâu bạn. Coi ba thế hệ thứ một là chạy rất là mượt mà, các bạn chơi có thể 7-8 năm dư sức nữa ha. Đó. Đó thì các bạn cứ suy nghĩ và cứ đầu tư một cái bộ server để nghe nhạc thì các bạn nên chọn cái nào cho đúng đắn hơn với cái số tiền mình bỏ ra ha. Tại cái gì, cái này là một, các bạn hình dung ra nó là một cái máy tính chứ nó không phải là một cái server giả lập nha. Có những cái thiết bị giống như SPSL họ làm một cái server riêng, bây giờ họ ra một cái có con gì SP9 gì đó, nó là một cái server riêng để các bạn có thể kết nối ổ cứng vô chơi, nó chạy phần mềm giả lập chứ nó không phải là một máy tính chuyên dụng nha. Chắc chắn thì nó sẽ xử lý không hay bằng qua bậc PC rồi nha các bạn. PC chúng ta cài cái driver con đát vô nữa các kiểu nó nghe rất là hay, tiếng nó rất là tĩnh nha.
mình đã config lại hết trên cái con PC nút này rồi, chỉ có khách về mình chơi nhấn power on lên 35 giây là chơi thôi. Rồi chơi xong rồi bấm bấm cái nút nguồn trên cái máy là tắt, tự động nó tắt thôi. Rất là đơn giản ha. Ngoài ra mình phối hợp thêm cái nguồn tuyến tính nữa là hết sảy luôn, là chấm hết. Coi như là không có gì mà để bàn cãi về con PC nút này nữa. Là mọi chuyện nó đã kết thúc, là nó đã rất là hay rồi. Chúng ta không cần lăn tăn cái gì, chúng ta đó là cái nguồn phát của chúng ta vậy là quá đỉnh rồi ha. Rồi giá thị trường bao nhiêu thì các bạn cứ lên mạng mà search, nó có giá thị trường hết trơn rồi. Các bạn có muốn mua mình muốn muốn nhờ mình setup hay gì cứ liên hệ với mình ha. Ok. Rồi chi phí thì đó mình sẽ báo sau, chi phí setup rồi mua gì đó thì mình sẽ báo cho bạn sau. Chắc chắn là sẽ không quá mắc đâu ha. Thì mình xin nói lại nha, mình đang dùng cái cấu hình là Core i3 thế hệ thứ 11 ha. RAM mình sử dụng RAM 16 GB, ổ cứng mình chạy là NVMe 128 GB ở trong. Tại vì mình không có chứa nhạc offline nên mình không có động, nên khách không có cần đầu tư thêm một cái ổ ổ cứng để nhét bên trong nữa ha. Mình chỉ kéo server nhạc LAN server của bên mình về chơi thôi. Thì mình có phí sinh hoạt ở trong cái LAN server dùng dùng chung mà, thì mình cứ kéo về mà mình chơi thôi. Rồi, ok. Mình cũng xin kết thúc clip đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.